lo ngại bão Noru đổ bộ và sẽ ảnh hưởng bão dài ngày. Từ tối hôm qua ngày 26 tháng 9, rất đông người dân Đà Nẵng đã đổ xô đến siêu thị, chợ để mua đồ về tích trữ. Trước đó, thì Sở Công Thương Đà Nẵng đã đề nghị các hộ kinh doanh, tiểu thương tại chợ tăng cường dự trữ hàng hóa thiết yếu, không lợi dụng thiên tai bão lụt để đầu cơ găm hàng nâng giá. Theo ghi nhận, lượng khách hàng đông hơn ngày thường hơn 50%. Hàng hóa mua sắm bao gồm những mặt hàng thiết yếu như thịt heo, cá đông lạnh, rau củ quả và nước uống. Các siêu thị như Go, Co.opmart, Vinmart, Lotte Mart đông kín khách hàng. Lượng khách hàng ngày 26 tháng 9 tăng khoảng 50% so với ngày thường. Theo ghi nhận, các siêu thị vẫn đang bán hàng bình ổn giá và sẽ yêu cầu kho cung ứng nguồn hàng dồi dào hơn để phục vụ người dân trong những ngày mưa bão sắp tới. Các mặt hàng được người dân tập trung mua nhiều là rau xanh, các loại thịt, mì tôm, trứng, sữa. Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, hiện các siêu thị, đơn vị phân phối lương thực thực phẩm, các chợ trên địa bàn có tổng lượng hàng hóa dự trữ, phòng chống thiên tai hơn 82 tỷ đồng, trong đó có hơn 56.000 thùng mì ăn liền, hơn 2.700 tấn gạo và hơn 800 tấn các mặt hàng lương thực thực phẩm khác. Tại nhiều chợ của Đà Nẵng, rau xanh là mặt hàng được người dân mua nhiều nhất, dẫn đến nhiều quầy bán rau hết sớm. Trưởng ban quản lý chợ Đống Đa Đà Nẵng cho biết, trong bối cảnh người dân đi mua đồ dự trữ, đơn vị đã tăng cường kiểm tra và nếu phát hiện trường hợp hộ kinh doanh mà có hành vi găm hàng, tăng giá hợp lý sẽ lập biên bản và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý.